Chương trình năm nay ngày mới sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới với các thông tin chính. Bộ Y tế Palestine cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tất cả các cơ sở y tế ở bờ Tây trong bối cảnh Israel tấn công nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. đoàn nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ do lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer dẫn đầu ngày hôm qua đã đến Thượng Hải. Thưa quý vị, Bộ Y tế Palestine cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tất cả các cơ sở y tế ở bờ Tây Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày không quân Israel đã tấn công vào phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Trong phát biểu hôm qua, Bộ trưởng Y tế Palestine, Mai al -Kaila, nói, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tất cả các bệnh viện ở bờ Tây. Bộ Y tế Gaza đã đưa ra lời kêu gọi hiến máu tại các bệnh viện trong khu vực bị bao vây. Theo nguồn tin y tế, ít nhất 20 người Palestine đã thiệt mạng Trước đó cùng ngày, Israel triển khai hoạt động quân sự với tên gọi kiếm sát nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng rocket của lực lượng Hamas. Cơ quan báo chí của quân đội Israel cho biết, và giờ qua hàng chục máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công 17 mục tiêu quân sự và 4 trung tâm chỉ huy tác chiến thuộc Hamas ở giải Gaza. Theo tờ Thời báo Israel, cuộc xung đột đã khiến 40 người Israel thiệt mạng và 740 người bị thương. Trong khi đó, phong trào Hamas cho biết đã bắt giữ 35 binh sĩ và người định cư Israel trong chiến dịch lũ lụt al asa Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp an ninh hôm qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của quân đội là quét sạch khu vực quân địch đã xâm nhập và khôi phục an ninh, hòa bình cho các khu định cư bị tấn công. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel sẽ củng cố biên giới để ngăn chặn bất kỳ ai khác phạm sai lầm khi tham gia cuộc chiến này, đồng thời kêu gọi người dân Israel đoàn kết. Về phản ứng của các nước, đại sứ quán Mỹ tại Israel cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Israel. Liên minh châu Âu EU, Anh và Ukraine lên án các cuộc tấn công của phong trào Hamas và bày tỏ tình đoàn kết với Israel. Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, ông Zaza Rahim Safavi, chúc mừng các chiến binh Palestine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều năm. Bộ Ngoại giao Qatar thì nói rằng Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng leo thang đang diễn ra với người dân Palestine. Hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bordanov cho biết, Nga đang liên lạc với Israel, Palestine và các nước Ả Rập liên quan đến sự leo thang của cuộc xung đột. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng kêu gọi các bên hành động kiềm chế và tránh bước đi bốc đồng sẽ làm leo thang căng thẳng. Nhận định về tình hình trước mắt, ông Tom Wenesland, điều phối viên của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, cho rằng quy mô của cuộc đối đầu lần này lớn hơn nhiều so với những lần trước và báo hiệu những ngày khó khăn phía trước. Phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ do lãnh đạo đa số Thượng viện George Schumer dẫn đầu ngày hôm qua đã đến Thượng Hải trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Schumer đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Thượng Hải trước khi đi đến Bắc Kinh. Thông tin về cuộc gặp chưa được công bố. Đây là lần đầu tiên các nghị sĩ Mỹ thăm Trung Quốc kể từ năm 2019. Phái đoàn gồm 6 nghị sĩ, trong đó có 3 nghị sĩ Đảng Dân chủ và 3 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ được cho là nhằm giải quyết một số vấn đề trong quan hệ Mỹ Trung, như kiểm soát sản xuất chất ma túy fentanyl của Trung Quốc. Vai trò của Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế cũng như cái lĩnh vực hợp tác tiềm năng, Trung Quốc rất hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ và hy vọng chuyến đi này sẽ giúp các nghị sĩ có sự hiểu biết khách quan hơn về Trung Quốc. Sau khi đến thăm Trung Quốc, phái đoàn nghị sĩ Mỹ sẽ tới Hàn Quốc và Nhật Bản. Thưa quý vị, hôm qua Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố những tên lửa đầu tiên của hệ thống tên lửa chiến lược StarMars sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai rất gần, sau khi quá trình sản xuất tại nhà máy Rasmus hoàn tất. Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hiện tại nhà máy Rasmat đang chế tạo những tên lửa Smarmat sản xuất hàng loạt đầu tiên. Chúng sẽ được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu trong thời gian tới. Trước đó, hôm 5 tháng 10, phát biểu tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ sớm chuyển sang sản xuất hàng loạt và triển khai hệ thống tên lửa chiến lược Samad Samad là tên lửa phóng từ hầm ngầm mà các quan chức Nga cho biết có thể mang tới 15 đầu đạn hạt nhân, mặc dù quân đội Mỹ ước tính sức chứa của Samad chỉ là 10 đầu đạn. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gọi Samad với mật danh Satan, và loại tên lửa này được cho là có giai đoạn phóng ban đầu ngắn, khiến các hệ thống giám sát có rất ít thời gian để theo dõi quá trình phóng của nó. Ông Putin từng ca ngợi tên lửa Samad là một vũ khí thực sự độc đáo để đảm bảo an ninh của Nga khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Chính quyền quân sự tại Niger ngày hôm qua ra thông báo khẳng định lực lượng Pháp sẽ chính thức bắt đầu rút khỏi nước này. Hôm nay, đội đầu tiên gồm khoảng 400 binh sĩ Pháp đóng trú tại căn cứ Olam ở phía Bắc Niger sẽ bắt đầu rút khỏi quốc gia Tây Phi. Thông báo cho biết hôm 5 tháng 10 vừa qua, đại diện của chính quyền quân sự Niger và quân đội Pháp đã có cuộc thảo luận trực tiếp tại khu vực Đông Bắc Niger để thống nhất kế hoạch rút quân. Theo đó, chính quyền quân sự Niger cam kết đảm bảo một hành lang và lộ trình an toàn cho việc rút quân của Pháp. Một đội công tác đặc biệt của chính quyền quân sự Niger đã được phái cử đến thị trấn Oalam để chuẩn bị cho bước đi này. Pháp triển khai khoảng 1.500 binh sĩ đồng trú tại ba căn cứ ở Niger để hỗ trợ quốc gia Tây Phi trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang theo các thỏa thuận hai nước đã ký từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum, đêm 26 tháng 7, Chính quyền quân sự Niger đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký trước đây với Pháp, đồng thời yêu cầu Pháp phải rút toàn bộ lực lượng đồn trú khỏi Niger. Vâng thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở miền Tây Afghanistan ngày hôm qua đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương. Nhà chức trách cho biết con số thương vong có thể tăng lên trong bối cảnh có báo cáo về những người bị chôn vùi dưới các tòa nhà bị sập. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết tâm chấn cách thành phố lớn nhất Hebrat 40 km về phía Tây Bắc và theo sau là 5 cơn dư chấn. Vào tháng 6 năm ngoái, thì hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hàng chục ngàn người mất nhà cửa sau trận động đất mạnh 5,9 độ Richter, trận động đất nguy hiểm nhất ở Afghanistan trong gần một phần tư thế kỷ, xảy ra ở tỉnh nghèo khó Baktika. Vào tháng 3 năm nay, thì 13 người đã thiệt mạng ở Afghanistan và Pakistan do trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra gần Zoom ở phía đông bắc Afghanistan. Afghanistan hiện đang chìm trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau khi viện trợ nước ngoài bị rút trên diện rộng kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Hôm qua, cảnh sát Úc cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố Melbourne khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra tại đại lộ Windrock ở Razibert, vùng ngoại ô phía bắc của Melbourne, khi một số người đàn ông tiến gần một xe ô tô trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm và bắn nhiều phát súng vào hai người đàn ông ngồi trong xe, một nam giới 27 tuổi đã tử vong tại chỗ. Người còn lại 28 tuổi bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện. Những kẻ nổ súng được xác định là có bốn người đã bỏ trốn bằng xe ô tô màu đen. Chiếc xe này sau đó được phát hiện bốc cháy trên phố Broad ở West Middle, vùng ngoại ô của Melbourne, cách hiện trường khoảng 20 phút lái xe. Hiện nhà chức trách chưa xác định được vị trí của những kẻ nổ súng và đang tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát bang Victoria cho rằng có thể đây là vụ nổ súng có chủ đích. Thưa quý vị, Hungary là nhà sản xuất mật ong lớn thứ năm ở Liên minh châu Âu, nhưng những người nuôi ong ở nước này đang phải đấu tranh để sinh tồn khi biến đổi khí hậu, chi phí tăng và cạnh tranh khốc liệt đang đe dọa khả năng sản xuất cũng như lợi nhuận. Tiếng ong vo ve là giai điệu quen thuộc với anh Daniel Pascot, người nuôi ong ở Hungary. Anh sống bằng nghề này từ năm 2008, tuy nhiên hai năm trở lại đây thật sự rất khó khăn. Anh chia sẻ, tôi cũng như nhiều người nuôi ong ở Hungary phải làm công việc thứ hai, cũng có người bỏ kinh doanh. EU là thị trường tiêu dùng lớn thứ hai trên toàn cầu sau Mỹ. Khối này lẽ ra phải là mảnh đất màu mỡ cho người nuôi ong, nhưng không phải vậy. Ông Peter Bros, chủ tịch Hiệp hội Người nuôi ong Hungary giải thích. Những người nuôi ong đang gặp khó khăn đầu tiên là do biến đổi khí hậu, sau đó là toàn cầu hóa, xung đột ở Ukraine và thị trường mật ong. Xung đột ở Ukraine là vấn đề mới nhất đối với ngành nuôi ong. Quyết định của EU cho phép nhập khẩu mật ong Ukraine miễn thuế vào khối khiến giá mật ong giảm mạnh. Trước đây, người nuôi ong có thể bán được 3,17 đô la Mỹ cho một ký mật ong, nhưng hiện nay thì giá chỉ còn 1,58 đô la Mỹ. Ông Roth nói thêm, Chúng tôi không thể kiếm sống từ nghề nuôi ong. Nếu xu hướng này tiếp tục thì EU sẽ gặp vấn đề thực sự. Xung đột không phải là vấn đề duy nhất của người nuôi ong theo kết quả điều tra của ủy ban EU hồi tháng 3, mật ong giả tức pha mật ong trộn với siro đường được phát hiện trong khoảng một nửa lượng nhập khẩu vào thị trường châu Âu từ các nước thứ ba. Ông Rod khẳng định mật ong giả có mặt tràn lan trên thị trường, các lọ xuất hiện trên kệ ở khắp các cửa hàng nên người ta vẫn mua và ăn những loại mật ong giả này. Hungary có 1,2 triệu đàn ông nhưng số lượng giảm nhanh do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ mùa đông tăng làm phá vỡ sự cân bằng giữa thực vật và ông, làm giảm nguồn cung cấp thức ăn và khiến hệ sinh thái không còn phù hợp cho sự tồn tại của ông. Những người nuôi ông Hungary cho biết họ đang cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu. Thậm chí ông Bascot còn ví von tương lai ngành nuôi ông còn rất bấp bênh hơn cả loài vật này. Ông nói, ông đã sinh sống trên hành tinh này lâu hơn con người rất nhiều khả năng thích ứng của chúng là không cần bàn cãi câu hỏi thật sự là liệu chúng ta với tư cách là những người nuôi ông có thể thích ứng với thực tế này không